chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Gà Công Nghệ. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách để mà các bạn đặt cài đặt lại hết tất cả các cài đặt của bạn ở trên TV Samsung nha. Thì để làm việc này các bạn sẽ sử dụng cái remote TV của bạn nè. Các bạn sẽ nhấn vào cái nút home ở phía giữa nè, cái hình biểu tượng giống như cái hình ngôi nhà ở phía giữa, nút ở giữa này nè, các bạn nhấn vào nút home này. Xong sau đó thì màn hình nó sẽ xuất hiện như thế này và các bạn sẽ di chuyển sang bên nút sang bên trái nè, các bạn kéo sang bên trái. Rồi các bạn kéo từ từ sang bên trái màn hình TV của bạn và các bạn sẽ thấy cái chữ cài đặt nè. Ở phía cuối cùng này sẽ là cái chữ cài đặt ở đây và các bạn sẽ nhấn vào chữ cài đặt này. Sau khi chữ cài đặt này nó xuất hiện lên thì các bạn sẽ kéo từ từ xuống phía dưới và các bạn đến cái mục đó là tổng quát nè. Các bạn nhấn vào cái mục đó là tổng quát dùng cho mình nha. Rồi ở cái mục tổng quát này thì các bạn sẽ kéo cái remote TV của bạn sang bên phải nè. Các bạn nhấn sang bên phải. Xong sau đó các bạn sẽ thấy ở đây và các bạn kéo từ từ xuống phía dưới. Các bạn kéo từ từ xuống phía dưới và các bạn chạm vào cái mục đặt lại để các bạn đặt lại hết tất cả các cài đặt ở trên TV của bạn. Các bạn nhấn vào đây. Nhấn vào chữ đặt lại này. Sau đó thì nó sẽ yêu cầu các bạn nhập mã pin và nó sẽ giới thiệu cho các bạn là cái mã pin mặc định của TV thông thường là sẽ là 4 số 0 nha. Thì các bạn nhập vào 4 số 0 ở đây. Rồi. Xong sau đó thì nó sẽ hỏi là các bạn có muốn đặt lại hay không. Thì tất cả các cài đặt nó sẽ trở về mặc định ban đầu khi mà giống như là khi các bạn mua máy mới nha. Rồi các bạn sẽ kéo cái điều khiển cần gạt TV nè, các bạn kéo sang bên trái nha. Các bạn nhấn sang bên trái, xong sau đó thì các bạn nhấn một cái nút giữa để các bạn nhấn đặt lại OK. Rồi thì bây giờ thì nó sẽ thông báo là TV nó sẽ tự động khởi động lại sau khi mà nó hoàn tất tất cả các cài đặt lại về ban đầu nha. Rồi sau khi mà nó xuất hiện lên như thế này thì nó hỏi là các bạn muốn sử dụng điện thoại hay là sử dụng điều khiển từ xa. Thì ở đây là mình sử dụng lựa chọn điều khiển từ xa thì mình sẽ kéo cái cần gạt này sang bên phải nha. Rồi mình sẽ nhấn tùy chọn sang bên phải nè. Đó, kéo sang bên phải nè. Thì khi đó nó sẽ xuất hiện lựa chọn cái remote nè, xong sau đó mình nhấn OK nè. Rồi nó kêu mình lựa chọn khu vực nè, châu Á, châu Âu thì mình nhấn vào đây. Rồi mình sẽ lựa chọn là bắt đầu thiết lập tự động nha. Mình nhấn vào đã OK luôn. Xong sau đó thì các bạn chọn anten TV của các bạn nha. Rồi sau khi mà các bạn lựa chọn xong thì các bạn nhấn vào chữ tiếp theo. Và điều tiếp theo là các bạn sẽ kết nối với cái mạng wifi của bạn để bạn thực hiện những cái bước tiếp theo nha. Tại vì là mình đã cài đặt lại từ đầu cho nên là mình phải nhập cái mật khẩu wifi của mình lại từ đầu nha. Bây giờ thì mình sẽ nhập cái mật khẩu wifi của nhà mình vô. Các bạn nhấn vào lựa chọn tìm cái mạng wifi của bạn và các bạn nhấn vào và các bạn nhập mật khẩu nha. Bây giờ thì mình sẽ nhập mật khẩu wifi nhà mình vô. Sau khi nhập mật khẩu wifi xong thì mình nhấn OK nha. Các bạn kéo xuống phía dưới và các bạn nhấn vào chữ xong nè. Dưới màn hình các bạn nhấn vào chữ xong nè. Rồi mình đã kết nối wifi xong rồi. Rồi xong sau đó thì nó xuất hiện lên các cái điều khoản như vậy. Thì các bạn chỉ việc nhấn vào cái nút OK ở phía giữa này thôi. Tôi đồng ý. Rồi xong sau đó tiếp tục là các bạn lại nhấn OK nữa vào cái nút giữa ở đây. Ở cái bước này thì nó sẽ kiểm tra cập nhật cho các bạn nha. Rồi xong sau đó thì các bạn nhấn vào nút OK đã hiểu luôn. Ở đây thì các bạn sẽ sử dụng là tài khoản hiện có hoặc là tài khoản mới, tạo tài khoản mới. Còn nếu như mà các bạn không có thì theo mình thì các bạn có thể là bỏ qua cái bước này nha. Thì mình sẽ nhấn bỏ qua bằng cách là các bạn sẽ nhấn vào cái nút sang bên phải nè. Các bạn nhấn vào nút sang bên phải này, các bạn nhấn kéo sang đây. Đó thì nó sẽ bỏ qua và xong sau đó thì các bạn sẽ nhấn vào chữ tiếp theo và các bạn nhấn chữ OK cho mình nha. OK nè. Rồi thì ở đây nó sẽ sử dụng cho các bạn là cái trợ lý Google rồi kia đó. Thì các bạn nhấn vào chữ tiếp theo nha. Thì các bạn nhấn vào chữ đã hiểu nha. OK luôn. Rồi ở cái bước số 4 này thì các bạn sẽ kéo xuống phía dưới và các bạn nhấn vào chữ là tiếp theo nè. Rồi như vậy là các bạn đã cài đặt xong. Các bạn nhấn vào chữ OK là các bạn đã cài đặt xong hết lại tất cả các cài đặt ở trên điện thoại Samsung của bạn về ban đầu khi mà các bạn mới mua máy về nha. Thì ở đây mình có một cái món phụ kiện đó là cái ốp lưng để mà các bạn bảo vệ cái điều khiển TV của các bạn. Nếu như mà các bạn đang có mong muốn nhu cầu muốn mua cái món phụ kiện này thì các bạn hãy truy cập ngay vào trong cái phần mô tả của video này hoặc là phần bình luận của video này để các bạn mua hàng và ủng hộ cho kênh Gà Công Nghệ. Các bạn đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và xem thêm video khác để ủng hộ mình nha. Bạn muốn mua phụ kiện công nghệ mà chưa biết tìm ở đâu? Truy cập ngay phần mô tả kênh bên dưới để nhận hàng ngàn ưu đãi hấp dẫn.